À, kính thưa quý vị, à, chúng tôi xin trở lại với nói cái cái câu nói mà bây giờ không có tình người nữa, không có hơi ấm tình người nữa, thì trong cái xã hội mà nó xảy ra nhiều cái chuyện nó quá giả mang đến nội tệ, thì chúng ta cũng phải đặt câu hỏi vì sao đưa đến cái tình cảnh đó và có phải con người bây giờ không còn lương tri, không còn tình cảm là nó gần với một con vật hơn không? thì cái quan niệm này có hơi nặng nề. Nhưng mà quý vị vừa biết vừa rồi một em bé 16 tuổi thôi, học sinh thôi Mà giết một cô bạn gái của mình 15 tuổi Để lấy một cái điện thoại khoảng 500 ngàn thôi 5 ngàn là 25 6 đô la thôi Rồi chặt cái cái cô bé này ra làm hai khúc rồi bỏ vào cái thùng mốt đó Rồi kéo lê đi trong cái Cái, cái khách sạn đó, để, để, cuối cùng người ta phát giác ra Thì cái, cái người bạn của mình có 15 tuổi thôi mà nhận tâm giết để vì một cái điện thoại thôi giết xong rồi còn chặt đôi ra nữa thì thì thấy cái đức tình ghen đó nó càng ngày chúng ta thấy xót xa và một khi ông già bán vé số ông chỉ mất bị ăn cướp 500 trăm ngàn vé số thôi cũng không lắm sao la la nhưng mà quá tuyệt vọng ông nhảy xuống sông chết từ từ vậy thì phải nói là cuộc cuộc đời bây giờ nó cũng quá lạnh lẽo nó không có tình người và không có thương nhau khi một cái xã hội mà giết nhau hoặc là tìm cách mà hại hại nhau thì cuộc đời này thật tình là cũng đời đáng buồn và chúng ta trong cái xã hội hiện nay chúng ta vẫn thấy nhiều cái hoàn cảnh như vậy mà có thể là chúng ta không so sánh với một cái xã hội nào hết mà nhưng mà trong cái xã hội này như vậy nó xảy ra hàng ngày như cơm bữa thì cái điều đó cũng đều chúng ta nhìn nhìn nhận lại và chúng ta đặt câu hỏi vì sao mà nói như cái em nghỉ này ở Việt Nam mà email chúng tôi là vì sao cái tình ấm của con người bây giờ không còn nữa thì nói như vậy là vì sao thì ai cũng đã biết đó là vì nó 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 được xây dựng lên từ một cái chế độ với một cái chính quyền như vậy thì từ từ nó dẫn dắt đến đó à, nhưng mà thật sự ngọc lan ngọc lan luôn luôn nhìn cuộc đời không có đầy cái sự bi quan lắm như vậy tức là nếu như ai cũng nhìn uh, tôi làm như vậy đó nhưng mà tôi sẽ nhận tức là không ai tất cả đều bỏ mặt bỏ mặt hết thì cái xã hội đó sẽ như thế nào ạ à? Tại vì trong cái xã hội mà có những sự phi lý và có những sự không tôn trọng mạng người thì nó xảy ra những chuyện như vậy. Nhưng chuyện như vậy nó làm cho xã hội có một khuôn mặt rất là lem luốc. Mà chúng ta không thể nhìn, chúng ta đi nhìn nó cái xã hội nó cũng có những người, người tốt đẹp, con người tốt đẹp và có những người nồng ấm cái tình người giúp đỡ nhau. Nhưng mà cái xã hội nó băng hoặc quá băng hoại. Quý vị tưởng tượng muốn bác, bác sĩ mà mà này, ném bệnh nhân xuống sống hay là mà ông thầy chùa mà có bồ có bầu rồi thì ông giết ông chôn xuống sân chùa hay là cha à, chồng giết vợ rồi chôn dưới gợi đào dưới hầm gầm giường mà chôn dưới gầm giường thì những cái chuyện đó nó bây giờ nhan nhản trong xã hội và nhất là cái chuyện mà mà cái chuyện tai nạn và rượu chè và con người ta bây giờ nó theo cái chiều hướng của tính dục nó là hiếp dâm nó là rượu chè nó cái tính xấu nó là con người cho tha hóa và chúng ta đòi hỏi chúng ta nhìn thấy cái xã hội đó và các em trẻ nhìn thấy xã hội đó họ sợ hại và mình họ nghĩ là trong chúng ta không đi tìm lại được cái gì tốt đẹp trong xã hội đó vậy thì mọi người từ phải xây dựng xã hội mình tốt đẹp thì cái xã hội mình tốt đẹp chúng ta cũng không ngồi đó mà than thở lên án ai đúng ngọc lan đồng ý cái điều cuối cùng chú y phương vừa mới nói có nghĩa là mình nhìn ở cái chỗ cái mặt xấu thì mình sẽ cảm thấy mình chán nản mình cảm thấy cái đời này nó không có gì để mà tha thiết hết nhưng mà mình quay mình nhìn ở một góc khác những cái người người ta làm những điều đẹp điều thiện thì mình hãy nhìn đó và mình hãy tự làm tốt mình thì mỗi người một chút mỗi người một chút thì nhiều chút nó cộng lại nó thành một cái lớn đó là cái điều ngọc lan nghĩ theo cái thư em này đó nó nhiều khi bây giờ đó là không đến nội trụ không dám thuê công nhân vì thuê thì xảy ra cái vụ như là công nhân mà à, giết như ở cái trại cưa Bình Phước mà cái chuyện vừa xảy ra là giết cả gia đình hay là giới thiệu để làm công em và làm lại lại bị phạm đổi phạm bồi lại cho nên trong những cái chuyện mà cái chuyện mà em để nói là cái chuyện nói em quan điều em là chuyện xảy ra thường xuyên cho nên khi người ta không cảm thấy đó là một cái điều mới lạ nữa hay cái điều gì lạ lùng mà cái điều gì mà đi ngược lại cái trật tự xã hội nữa và cái tình người nó càng ngày càng đi tới cái chỗ đó Cho nên Nói theo Ngọc Lan Bi quan hay lạc quan là tùy theo con điểm của người Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận Cái xã hội nó đạo lộ như vậy Là vì thật tình cái giá trị con người Người ta không được Không đặt lên cao Mà người ta chạy theo những cái sở thích Những ích kỷ của con người Vì ích kỷ của người Nên cái chủ trương mà nói là mình sống vì người khác Cái đó chủ trương đó bây giờ tôi thấy không còn ai sử dụng nữa trong một cái xã hội mà nó nó không còn trật tự mà như chú y Phương nói là nó xuống cấp, nó đảo lộn nhiều cái giá trị văn hóa tinh thần nó bị đảo lộn thì chỉ có một cách đó là những người còn có lương tri, còn có lương tâm thì mỗi người tự tự sống tốt, mỗi người một chút, cùng góp lại thì nó sẽ thành một cái lớn lao hơn. Và mình cũng đỡ. Thí dụ mình quay qua bên này mình thấy sao nó tệ hại quá mình quay qua bên khác để mình nhìn người ta sống tốt để mình bắt chước theo lương tâm biến dạng và nhiều khi lương tâm cũng ngủ quên và có khi lương tâm cũng đi khỏi đó là một cái điều một cái cái thực tế rất là đau lòng và hy vọng rằng trong cái đầu năm mới 2017 này thì Ngọc Lan và Chú y Phương đều tha thiết mong mọi người có một cái nhìn lạc quan hơn theo cái hướng mình chọn để mình sống tốt hơn thì xã hội nó sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn Chú y Phương, cảm ơn sự theo dõi của quý vị.